Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cơm Camera. Các bạn thân mến, gần đây có một vlogger người Trung Quốc đang sinh sống tại Việt Nam đã lên giải đáp thắc mắc và đính chính lời đồn của người Trung Quốc là người Việt Nam rất ghét người Trung Quốc. Vlogger đã chia sẻ lý do và kinh nghiệm của mình và đăng tải video trên nền tảng mạng xã hội Douyin của Trung Quốc. Video mới đăng tải từ tháng 4 năm 2022 đã thu hút rất nhiều lượt xem và gần 3.000 bình luận đến từ cư dân mạng Trung Quốc. Trước khi đọc bình luận, chúng ta cùng nghe xem vlogger này đã chia sẻ những gì nhé. Người Việt Nam rất ghét người Trung Quốc. Người Việt Nam không tôn trọng người Trung Quốc một chút nào. Người Việt Nam chỉ lừa đảo và bắt cóc người Trung Quốc thôi. Rất nhiều những bình luận như vậy khi tôi đăng video hay live stream hỏi tôi về vấn đề này. Người Việt Nam rốt cuộc là đối với người Trung Quốc như thế nào? Rất ghét người Trung Quốc hay sao? Hôm nay tôi sẽ giải đáp những vấn đề này một thể luôn. Người Việt Nam thực sự rất yêu nước, rất tự trọng, rất giữ thể diện. Vì vậy, nếu như bạn muốn biết về Việt Nam, thì hãy hiểu về văn hóa Việt Nam, hiểu con người Việt Nam, hiểu họ nghĩ gì và muốn gì. Đối với những người chưa từng đến Việt Nam, thì trong mắt họ, Việt Nam là một nơi bẩn, loạn, kém, đúng không? Người Việt Nam thì vừa lùn, vừa gầy, vừa lười, vừa nghèo. Rồi Việt Nam rất loạn, môi trường rất bẩn thỉu, ở thành phố phát triển cũng quá loạn, rất nhiều người có thành kiến như này. Trước khi giải thích vấn đề này, hãy để tôi lấy ví dụ. Nếu có một người trong thôn của bạn, ba đời trước nhà anh ta đã rất nghèo, đến đời anh ta vẫn nghèo, sau đó anh ấy chỉ quanh quẩn trong làng, bị người khác coi thường, anh ta không thể ngóc đầu được. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, anh ta được giúp đỡ và điều kiện gia đình dần dần được phát triển lên, sau đó dần dần giàu có và cải thiện cuộc sống của mình. Sau đó có một người trong làng đến thăm nhà anh ta. Bạn cảm thấy anh ta muốn đạt được điều gì? Muốn được công nhận hay là vẫn bị phân biệt đối xử? Trung Quốc thời nhà Minh có một câu nói là người tranh khẩu khí, cây tranh lớp da. Người Việt Nam cũng như vậy. Nếu anh đến nhà của anh ta nói ôi dồi ôi, nhìn cái tivi nhà mày kìa, vẫn đang dùng loại này á? Tao đã không sử dụng loại này từ đời nào rồi, vẫn xem loại này à? Hay là kiểu vẫn lái xe kiểu xe hơi này, kiểu mô tô kia á? Động cơ đời cũ rồi mày ơi, sao không mua xe mới mà lại mua xe cũ làm gì mày? Hay là nói, sao trong nhà mày xấu thế này, kém thế kia? Lúc nào cũng thế thì người ta sẽ cảm thấy khó chịu phải không? Vốn dĩ là khi người ngoài đến nhà, bạn rất vui mừng và hy vọng anh ấy khen ngợi hay nói những lời dễ nghe. Không ngờ rằng khi anh ta vừa bước vào, liền chê này nọ kia trong nhà bạn. Như vậy bạn liền không có hảo cảm, đây chính là vấn đề giữa người với người. Nhiều người Trung Quốc đến Việt Nam hoặc ở Trung Quốc kết bạn với người Việt Nam. Nếu bạn tôn trọng anh ấy sẽ rất vui. Có một người bạn ngoại quốc tôn trọng tôi, sau đó cùng nhau đi uống cà phê và ăn uống. Nhưng khi hai người gặp mặt nhau, câu đầu tiên mà bạn thốt ra là ôi dồi ôi, mày nhìn thủ đô Hà Nội của mày đi, còn tệ hơn cả thị trấn nhỏ cấp 3, cấp 4 của chúng tôi. Mày nhìn đường của bọn mày đi, quá là tồi tệ, toàn là xe máy. Mày xem ở Trung Quốc, bóng xe máy cũng không thấy, toàn đi xe hơi thôi. Bọn mày bên này kém phát triển, không có đèn giao thông vẫn đi sang đường. Ôi dồi ôi, Việt Nam bọn mày quá kém, quá loạn. Rồi bạn cảm thấy tâm trạng của người ta sẽ ra sao? Người Việt Nam cũng như bạn, rất yêu nước, rất trọng thể diện. Nói chuyện như vậy với người ta còn muốn người ta đối xử với bạn tốt. Người ta sẽ nghĩ, được, nếu anh nói như thế tôi sẽ cho anh biết. Trường hợp này có phải bạn đang tạo ra xung đột hay không? Vốn dĩ có thể hai người đối đãi tốt với nhau, nhưng không khí tốt đẹp lại bị bạn phá hủy mất. Vì vậy, có thể nói, tại Việt Nam, tôi không thể bảo đảm 100% người Việt Nam đều không ghét người Trung Quốc, tôn trọng người Trung Quốc, đối xử tốt với người Trung Quốc. Nhưng tôi có thể đảm bảo, phần đông người Việt Nam có hảo cảm với người Trung Quốc, họ đều thích giao lưu với người Trung Quốc và muốn kết giao bạn bè. Sau đó, một số người Trung Quốc lại nói rằng, nếu ở Việt Nam điều kiện kém một chút, không có sự vượt trội thì sao? Thì cứ đi khen ngợi người ta càng nhiều càng tốt. Ví dụ như, wow, Hà Nội các bạn phát triển rất nhanh nha. Khi tôi còn trong nước, lúc tôi xem TV hay chưa đến Việt Nam, tôi thấy hình ảnh của các bạn đúng là như vậy. Nhưng thực tế đến nơi, đúng là được mở rộng tầm mắt. Ban đầu ấn tượng của tôi về Việt Nam là như này như kia. Đến khi đến nơi rồi thì wow, chỉ ra Việt Nam các bạn quá ok rồi. Tôi cứ nghĩ rằng người Việt Nam đen lùn gầy, hóa ra các bạn trắng như vậy, xinh như vậy, con trai đẹp trai như vậy. Các bạn cứ khen người ta như vậy, thì cho dù các bạn không có ưu thế vượt trội, thì tôi tin rằng các bạn vẫn có thể sống tốt đẹp tại Việt Nam và cũng có rất nhiều bạn bè Việt Nam đối xử chân thành với bạn. Đó là chia sẻ của anh chàng vlogger Trung Quốc. Tôi chỉ buồn cười ví dụ của anh này, cái gì mà ba đời nghèo không ngóc đầu lên được. Tôi nghĩ nên nói là,
Có một anh chàng trong thôn được thừa kế miếng đất ở vị trí quá đẹp. Thấy anh này nhỏ con nên ông đại ca trong thôn, ông xã hội đen trong thôn, ông quý tộc trong thôn, đến cả ông to béo hàng xóm cũng muốn nhòm ngó, muốn chiếm miếng đất của anh chàng nhỏ con. Không ngờ nhà anh chàng này tuy không giàu nhưng có võ, một chọi bốn ông bao nhiêu năm. Dù không mất mạng, mất đất nhưng bị đánh tả tơi bầm dập, giàu làm sao nổi. Như này mới đúng chứ các bạn nhỉ? Quay trở lại với chủ đề chính, sau khi nghe những lời chia sẻ của vlogger người Trung Quốc bên trên, thì netizen Trung Quốc đã bình luận những gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Các bạn nhớ nghe đến những bình luận cuối cùng, càng về sau càng đặc sắc. Những người có EQ cao đi đến đâu cũng nhận được sự tôn trọng của mọi người. Trung Quốc cũng đi theo cách này, đồng cảm rất quan trọng, tất cả đều giống nhau. Tôi quen một người bạn gái Việt Nam, mang lại cho tôi cảm giác giống như trước đây, thậm chí bây giờ chúng ta nhìn vào người Nhật. Thế hệ trẻ có thể chấp nhận được, miễn là bạn là người tốt, thoải mái với nhau và không vấn đề gì. Nhưng thế hệ trước sẽ nhìn người Trung Quốc với một cái nhìn thù địch. Vì vậy, chất lượng con người không phân biệt ranh giới quốc gia. Ở đâu cũng có những người xấu, ở đâu cũng có những người tốt. Vì vậy, nói chuyện thực tế là một nghệ thuật. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Đồng hương cố lên. Ghét Trung Quốc chiếm đa số. Tôi là người Malaysia, dùng TikTok quốc tế sẽ biết. Để được tôn trọng, trước tiên hãy học cách tôn trọng người khác. Chúng tôi càng ghét họ hơn và không quan tâm đến việc tìm hiểu họ. Cư dân mạng của chúng tôi coi thường cả thế giới. Những người đạo đức giả nói những lời đạo đức giả. Những người đạo đức giả thích nghe những lời đạo đức giả. Sự cố tình người đôi khi quá ngay thẳng không phải là một lợi thế. Đó là một biểu hiện của sự không có chất lượng. Mình sống tốt không cần phải đả kích người khác, khiêm tốn một chút. Đều là từ không đến có, tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình. Điều này không phải là đạo đức giả. Cùng một ý nghĩa có thể được thể hiện bằng các phương thức khác nhau. Một là chọn khuyết điểm của đối phương nói ra. Một là tận lực tìm ưu điểm của đối phương nói ra. Khuyết điểm và ưu điểm là sự thật luôn tồn tại. Đây không phải là đạo đức giả. Đây là sự lựa chọn của lòng tốt. Không cần sử dụng cá tính để bao che sự thiếu hiểu biết của riêng bạn. Để người nước ngoài không ghét chúng ta, trước hết người dân nước ta phải luôn đoàn kết. Người Trung Quốc cũng vậy, người nước ngoài khen ngợi, chúng tôi cũng vui vẻ. Tôn trọng người khác là tôn trọng bản thân, phải tôn trọng lẫn nhau, ngay cả khi Việt Nam không phát triển như nước ta. Có thể không nói ra, nhập ra tùy tục, đến nơi của người ta phải quen với lối sống của người khác. Không phải lúc nào cũng khiêu khích, muốn khiêu khích thì không nên đến chỗ người ta đi du lịch. Theo tôi tiếp xúc với các cô gái Việt Nam rất thích người Trung Quốc. Anh có chắc không, cô ấy chỉ muốn lừa dối anh thôi. Giống như đào tạo trước khi người Âu Mỹ đến với Trung Quốc. Dân tộc tự tin không quan tâm người khác có quan tâm đến bạn hay không. Làm người xin đạo đức giả. Đừng nói thật nếu không không nhận được sự tôn trọng của người khác. Tôi đã đến Việt Nam, tôi làm về hậu cần chuyên nghiệp tại Việt Nam. Việt Nam vẫn là không tệ, người Việt Nam cũng khá tốt. Anh nói không sai, 2 năm trước ra Hà Nội chơi vì không quen biết nên lạc đường. Tình cờ gặp được một chị gái đang đọc sách tại Đại học Hà Nội, biết nói tiếng Trung Quốc, rất nhiệt tình dẫn chúng tôi đi chơi cả ngày. Giống nhau cả thôi, người nước ngoài ở Trung Quốc của chúng ta, tự làm phương tiện truyền thông cũng khen ngợi chúng ta, thì chúng ta mới thích nghe. Nếu mà ông ta nói xấu về chúng ta, tôi thấy tất cả mọi người đều không thích, thay đổi suy nghĩ và hiểu nhau. Càng nghèo càng tự ti, sợ người ta khinh thường. Bạn nói đúng, một số người Trung Quốc thích so sánh. Mặc dù tôi chưa đến Việt Nam, nhưng tôi không dám đến Việt Nam. Nói rất đúng, đi du lịch Việt Nam, cảm thấy nơi đó rất tốt, người ở đó cũng rất tốt bụng. Thực đơn của khách sạn cho người Trung Quốc và người địa phương là khác nhau, giá cả đã tăng gấp đôi, tôi đã đến N lần. Nhiều điểm danh lam thắng cảnh ở Trung Quốc cũng như thế đây thay. Vợ tôi là người Việt Nam, điều kiện trong nhà cô ấy tốt hơn nhiều so với tôi. Cô ấy rất tốt với tôi và yêu tôi rất nhiều, tôi cũng ngày càng thích và ngày càng công nhận Việt Nam rồi. Không phải đâu, người Việt Nam cũng tốt đấy. Hay là cách giao tiếp của anh không đúng. Tôi ở đó mua một cái đàn ukulele, trả tiền xong quên lấy đàn. Ngày hôm sau, toàn bộ người trên một con phố giúp tôi tìm, thật đấy. Người châu Âu nhìn người Trung Quốc chúng ta cũng có cái nhìn như vậy. Vì vậy, muốn được tôn trọng, trước hết phải học cách tôn trọng người khác. Cá nhân cũng vậy, quốc gia cũng vậy. Không đồng ý với quan điểm của bạn, tôi đã đến Đà Nẵng, Việt Nam. Người dân rất tốt và nhiệt tình với Trung Quốc, đặc biệt thích nhân dân tệ, cảm thấy người Trung Quốc rất có tiền. Đến cả giữa các tỉnh trong nước sẽ có những người không thích nhau, bạn quản rộng như vậy để làm gì? Những người tự ti mới đi quan tâm những người thích mình và những người không thích mình.
Tôi đi du lịch còn phải tìm hiểu về đối phương như thế nào. Du lịch không phải là có tiền tùy tiện chi tiêu, muốn chơi như thế nào thì chơi, không phải là như vậy sao? Còn cần phải phiền phức như vậy đi tìm hiểu đối phương, tất cả các người đều như thế này à? Đó là một vài bình luận của netizen Trung Quốc, vẫn còn rất nhiều bình luận khác, như các bạn cũng thấy. Khoảng 50% đồng tình với quan điểm tôn trọng người khác sẽ nhận được sự yêu quý của tác giả. 5% đi du lịch hay sống tại Việt Nam rồi, thì người có trải nghiệm tốt, người có trải nghiệm xấu. 45% người khác thì nói rằng không quan tâm Việt Nam, ghét người Việt Nam hơn. Ai tự ti mới cần đi quan tâm người khác nghĩ gì về mình, rồi muốn lừa tôi đến Việt Nam, vân vân. Các cụ đã nói, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền dạ, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Những gì các cụ đã đúc kết thì không bao giờ sai. Còn ai bảo thủ, EQ thấp, bố đời mẹ thiên hạ, trung tâm vũ trụ thì cứ kệ họ thôi mọi người nhỉ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.